phút 89 trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Oman. Những sự điều chỉnh nhân sự của ELV Park Hang-seo giúp thế trận tấn công của Việt Nam sáng sủa hơn rất nhiều so với trước giờ nghỉ. Nhưng một loạt cơ hội bị bỏ qua, từ cú đánh đầu trúng xà ngang của Văn Toàn cho đến pha dứt điểm chệch cột dọc của Đức Trinh. Ở thời điểm vốn dĩ trải qua từ bế tắc đến không may, rất nhiều người đã nghĩ về một tỷ số hòa không bàn thắng cho cả hai đội. Nhưng đúng khoảnh khắc mà chẳng ai nghĩ đến ấy, một hậu vệ, chứ không phải một tiền đạo đã khiến cả Mỹ Đình lẫn hàng triệu người theo dõi qua màn ảnh nhỏ phải thốt lên đầy kinh ngạc. Ba tuyệt phẩm để đời của Đoàn Văn Hậu đang tải video vui lòng chờ trong giây lát. Phút 89, Việt Nam đoạt được bóng từ đối thủ. Bóng từ Thành Trung ở giữa sân, qua nhịp động tác giả của Hùng Dũng tìm đến một cầu thủ khác của Hà Nội FC đang băng từ cánh trái vào hành lang trong của đối thủ. Đó là Đoàn Văn Hậu. Cầu ấy đỡ được bóng, nhưng đẩy bóng hơi dài và lệch về phía bên phải. Văn Hậu không phải là một cầu thủ thuận chân phải. Cái chân trái của Hậu là vũ khí chủ lực suốt bao năm qua, ELV Phạm Minh Đức chia sẻ. Thực ra, Văn Hậu đã không có nhiều sự lựa chọn cho mình ở vị trí cách khung thành khoảng chừng hơn 20m. Anh không thể chuyển bóng sang bên trái khi bóng đã lệch sang phía phải của mình. Anh cũng chẳng thể tung một cú úp mu hay cứa lòng cũng vì như thế. Văn Hậu chỉ còn lựa chọn cuối cùng là vẩy má ngoài chân trái, thầy Đức nhận xét. Nhưng đó là một quyết định mạo hiểm. Bởi nếu chân không tốt, pha dứt điểm ấy có thể trở thành trò cười cho tất cả. Văn Hậu không có nhiều lựa chọn ở tình huống này. Và quyết định thực hiện một cú chai la của anh lại khiến Mỹ Đình nổ tung vì đưa bóng vào gôn theo quỹ đạo quá đẹp mắt là người thầy đã dạy Văn Hậu từ khi em mới 16 tuổi. ELV Phạm Minh Đức hiểu rõ tài năng lẫn ưu nhược điểm của chàng trai quê Thái Bình. Ban đầu Hậu đá tiền vệ trung tâm, rồi sau đó tôi quyết định để em đá trung vệ rồi kế đến là hậu vệ trái. So với lứa cầu thủ sinh năm 1999 trong đội ở thời điểm ấy, Hậu là số 1. Hậu có kỹ năng nhưng có điều chỉ biết thuật chân trái, quay trở lại khoảnh khắc tiếp xúc trái bóng, hoàn cảnh và tư thế ấy đưa Hậu dẫn đến quyết định duy nhất và cũng đầy quyết đoán của mình. Đó là vậy mã ngoại. Trước đây, anh đã có 2 bàn thắng để đời trong màu áo đội tuyển trẻ quốc gia từ những pha sút xa bằng chân trái vào lưới U19 Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên và U23 Đông Timor. Nhưng đó là những cú úp mu với tốc độ rất nhanh. Còn lần này, đó là một cú chai la, vậy má ngoài. Bóng đi tốc độ không quá cao. Các nhiếp ảnh gia cũng đủ thời gian để chụp được những khoảnh khắc thực hiện động tác dứt điểm. Trong đó đặc biệt là cái má ngoài chân trái cong vút lên theo quán tính tác động với bóng. Bóng không đi quá mạnh và nhanh. Nhưng lại có một quỹ đạo vô cùng khó chịu theo hình dạng tựa như trái chuối nhằm vào góc chữ A khung thành, khiến thủ môn Oman bất lực nhận bàn thua. Hoàn hảo, 1-0 cho Olympic Việt Nam. Một chiến thắng nhờ sự tỏa sáng cá nhân ở phút cuối cùng. Phải thừa nhận tôi là thầy nhưng cũng vô cùng ngạc nhiên. Thực ra ở trên sân tập, Hậu cũng không ít lần làm được điều đó. Nhưng đây là một trận đấu chính thức. Và đó là ở phút 89 khi đội nhà vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Một lựa chọn chính xác của Hậu. Và đó cũng là một động tác dứt điểm mà tôi gọi đó là siêu kinh điển. Văn Hậu rất liều. Nhưng một ngôi sao thì phải liều như thế. Đến tôi, người thầy của Hậu cũng phải thốt lên, tại sao nó lại sút quả hay đến vậy? Sân Mỹ Đình chứng kiến không ít những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao. Và ở trận đấu với Oman, người hâm mộ lại có dịp chứng kiến một bàn thắng đẹp mắt đến từ một trong những niềm hy vọng tương lai của bóng đá nước nhà. Giống như pha đánh đầu ngược của Công Vinh, màn đi bóng trong vòng vây đối thủ của Công Phượng, pha ngả người vô lê của Văn Quyết, cú chai la của Văn Hậu sẽ được người ta nhắc đến rất nhiều. Bởi nó đẹp từ kỹ thuật, từ quyết đoán và cả sự liều lĩnh đến từ cậu em út mới chỉ 19.